Son Anh Shop xin chào các bạn. Shop mình vừa làm xong hai chiếc xe Winnie. Thì cái chó Winnie bên tay phải của Sơn á, thì của một bạn ở Đồng Tháp gửi lên làm led OD ha các bạn ha. Đó. Thì chiếc bên tay trái thì chiếc này đã làm led OD mà anh trai này ở bên quận Thủ Đức là. Đó. Thì hai bộ nó có khác nhau ở đặc điểm như thế này các bạn. Bên đây nó chuyển màu bằng cái công tắc nha các bạn nha. Công tắc chuyển màu dần dần ha. Đó, kết hợp xi nhan vào trong đây luôn. Đó. Đó đang chuyển màu các bạn. Đó, ok, từ từ trên anh kia chuyển màu chuyển nha. Để cho các bạn thấy rồi gần luôn. Rồi mở khóa chiếc bên tay phải đi em ạ. Đó, mở khóa lên được rồi. Đó. Đó, ok. Khi mở khóa lên thì chạy lên chạy xuống xong rồi nó lại giữ yên lại một màu các bạn ha. Rồi chuyển sang màu khác em. Chuyển sang màu khác. Đó. Nó chuyển sang dần ha các bạn ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi, em chuyển sang màu khác nữa em, tay phải. Đó, ok. Ok, đây là một vị khách hàng ở Đồng Tháp nha các bạn. Đồng Tháp, Hồng Ngự, Đồng Tháp gửi lên ha. Rồi, chuyển màu nữa đi em. Rồi, ok. Đặc điểm đặc biệt của nó là nó sẽ led OD mà đờ mi nè, nhiều màu. Rồi, các bạn mở nhanh, vẫn chạy nhanh luôn các bạn nha. Rồi, mở nhanh rồi anh luôn em. Đó, ok, tuyệt vời. Đó, ok. Mở nhanh sẽ chạy lên rất là đẹp các bạn, chạy đuổi lên rất là đẹp. Còn bên đây thì nó vị khách này không muốn chạy nha các bạn, xi nhan không muốn chạy thì em mở nhanh đi. Xi nhan chỉ mặc định màu vàng thôi các bạn. Đó, ok, mặc định màu vàng thôi, ok ha. Rồi tắt nhanh em. Rồi, ok, chuyển màu tiếp bên đây em tay phải. Đó, đờ mi rất là sáng luôn, đây màu trắng nè các bạn. Đó, chuyển sang là màu xanh ngọc ha. Ok ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bên đây chuyển màu em. Chuyển màu xem đây đi. Tay tái nhưng mà rồi ok xanh ngọc luôn các bạn, hai xanh ngọc nó chuyển màu trắng nè, rồi nó chuyển qua màu tím. Khi mà các bạn không thích màu tím đúng không, từ em bấm một cái thôi, nó khi mà các bạn không thích màu tím rồi bấm thêm một cái nữa thì nó sẽ ra màu vàng ha. Đó, thì các bạn không thích màu này các bạn bấm một cái nè, bấm một cái này sẽ ra màu trắng. Nó các bạn không thích, ngày hôm nay các bạn không thích màu này nữa, các bạn có thể bấm ra màu khác ha, bấm nè. Ok, tuyệt vời luôn các bạn. Tuyệt vời, rất là đẹp luôn ha. Rồi bấm nữa đi. Rồi ok. Xe này đã lên mạch tăng sáng các bạn nha. Bắt xin luôn em ơi, bắt xin. Bắt xin á. Ok, tuyệt vời nè. Chưa nổ máy vẫn bắt xin được các bạn. Đây là chuyển xe điện bình rồi ha. Đó, ok ha. Rồi. Rồi mở rất là sáng luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cái tay của mình không? Nè, rất là sáng luôn ha. Rồi ok, tuyệt vời ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Nó khi mình mở đèn nè các bạn. Khi mở đèn nè, nó vẫn sáng đờ mi của mình bình thường luôn các bạn ha. Vẫn sáng đờ mi mình thì rất là đẹp luôn. Rồi mở nha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Rất là rõ ràng. Rồi ok. Hai xe đi nhanh đây luôn các bạn. Nhanh chạy đuổi lên rất là đẹp luôn ha. Ok, tuyệt vời luôn. Các bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình ha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú, số điện thoại là 0963574901. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh các bạn nha. Đó, ok. Thì đó, mình làm xong đó, mình chuẩn bị gửi về vị khách ở Hồng Ngự nè. Ha. Rồi, ok. Rồi, chiếc xe này đã làm công tắc tắt mở đèn nha các bạn nha. Đó, tắt mở đèn nè. Mở đèn nè các bạn. Đó, ok không? Mở khóa nè. Ok, lên mặt tăng sáng đó nha. Đây là công tắc chỉnh màu nè các bạn. Các bạn không thích màu thì các bạn chuyển màu cái đó nha. Tuyệt vời luôn ha. Rồi, ok.